Vì sao Dương Dương, Địch Đệ Nhật Ba bị nghi hẹn hò? Hai ngôi sao hàng đầu showbiz Dương Dương và Địch Đệ Nhật Ba gây chú ý khi đăng trạng thái giống nhau, đều nhận đôi. Dương Dương và Địch Đệ Nhật Ba là cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ khắp châu Á. Hai ngôi sao từng hợp tác trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh năm 2021. Không chỉ sở hữu ngoại hình và độ nổi tiếng tương xứng, phản ứng hóa học giữa Dương Dương và Địch Đệ Nhật Ba cũng khiến dân tình cảm thán vì quá đỗi ngọt ngào. Mới đây cả hai lại vướng vào tin đồn hẹn hò khi cùng đăng tải dòng trạng thái giống nhau trên mạng xã hội. Địch Đệ Nhật Ba chia sẻ hai bức ảnh mặc trang phục đen và viết: "Hôm nay là cô gái thật ngầu." Hai ngày sau, Dương Dương cũng đăng tải hình ảnh mới của bản thân, đính kèm trạng thái: "Hôm nay là anh trai thật ngầu." Hai ngôi sao sử dụng caption giống hệt nhau. Trước đó, hai ngôi sao cũng bị phát hiện đeo nhẫn đôi, từ kiểu dáng cho tới chất liệu, có thể thấy hai chiếc nhẫn này giống nhau tới 99%. Ngoài ra, trong một hình ảnh khác, cư dân mạng cũng phát hiện khung cảnh trong phòng Dương Dương và Nhật Ba giống hệt nhau. Nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn, phải chăng hai ngôi sao ở chung một nơi? Cho đến nay, cả phía Dương Dương lẫn Nhật Ba đều chưa lên tiếng trước tin đồn hẹn hò. Dân mạng sao được rèm cửa phía sau hai bức ảnh giống hệt nhau. Cặp đôi cũng có vô số khoảnh khắc tình tứ trên game show của cặp đôi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.